đặt vào trong public plugin. Sau đó ở trang nào cần dùng cái thư viện Bootstrap này thì chúng ta link, tạo thẻ link Real Style Sheet, Ahrefs bằng public plugin, Bootstrap CS, Bootstrap Min CS như vậy. Đây là chúng ta nhúng cái lớp ở cái thư viện của chúng ta vào. Sau đó chúng ta sẽ đến với các cái class nó được định nghĩa sẵn ở trong Bootstrap không? Ở trong này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với class là container. Container. Đây là một class. Class này là class đầu tiên. Thì chúng ta thường đặt, ví dụ như chúng ta có một cái đoạn text ở đây. Lorem đi. Rồi, chạy. Đây, các bạn nhìn thấy nó tràn hết ra hai bên đúng không? Kể cả thu nhỏ lại, nó cũng tràn hết ra hai bên. Thì các bạn nếu mà các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn thêm cái class container là cái class chứa, là class chứa cái đoạn text vừa rồi, thì các bạn sẽ nhìn nhá, nó là sao? Nó khác gì so với cái việc là tôi không có class container? Nó căn giữa, đúng không? Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó căn vào giữa và nó có một khoảng cách nhất định. Chúng ta xem nó là khoảng cách bao nhiêu. Đây, class container width của nó tự set là 1170 pixel cho màn hình lớn. Khi màn hình các bạn nhỏ xuống thì nó sẽ tự động co lại xuống màn hình min width bằng 768, thì width của nó sẽ sửa lại thành 750. Kéo xuống nữa, đến một mức nào đấy thì nó sẽ xuống hẳn width là còn khoảng bao nhiêu pixel đấy. Tôi cũng chẳng nhớ, nó thường thường là đến xuống nhỏ, đến SM thì nó chỉ còn để là padding right, padding left mà thôi, chứ không còn có cái class container nữa. Đấy là cái tác dụng của cái class container của chúng ta. Chứ còn thực ra các bạn bảo nó chứa cái quái gì? Các thẻ trong HTML của chúng ta thích chứa cái gì thì chứa chứ. Chúng ta khi mà nói chuyện đến class thì chúng ta hãy hiểu là nó thể hiện cái gì ở trên trang. Nó khi mà chúng ta dùng cái class đấy, trang của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Thế thôi, ở đây tôi chỉ cần yêu cầu một cái là cần giữa và responsive cho trang. Có vậy, nó không có cái gì gọi là cao siêu cả. Bạn không hề đáp ứng được, bạn không thể đi làm được. Đây là tôi còn đang dạy các bạn là CS3, Bootstrap 3 đấy nhá. Nếu mà còn dạy Bootstrap 4 thì ngồi há mồm luôn. Bootstrap chuẩn bị nó ra đến bản 4 rồi, các bạn mà không học á, các bạn không có nền tảng từ Bootstrap 3 ấy, thì khi đi phỏng vấn, kể cả các bạn phỏng vấn những công việc dễ như kiểu là front end, thì các bạn cũng tạch luôn từ câu hỏi đầu tiên. Có vậy thôi. Khi học thì chúng ta cố gắng tìm lấy cái bản chất của cái đấy. Thực ra là khi mà làm CSS thì dễ cực kỳ. Cứ code ra chạy xong rồi cuối cùng xong rồi inspect nó ra. Inspect nó ra đấy. Kích vào xem style bên này. Nhìn là phải biết rồi. Chứ đừng có chờ đợi ai nữa cả. Người ta chỉ dạy các bạn được đến đâu đấy thôi, còn lại là do chúng ta tự tìm hiểu. Đấy là class đầu tiên, là class container. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta muốn vẫn là căn giữa, những cái độ rộng màn hình của chúng ta nó luôn luôn là gần như kiểu dạng full màn hình, nó chỉ cắt cách so với lề khoảng bao nhiêu pixel thôi, thì chúng ta thêm là cái float, container float, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó full ra ngoài, thấy không? Padding right, padding left 15, margin right, margin left auto là nó sẽ đẩy đúng chưa? Nó đẩy sang hai bên và nó gộp vào trong. Đấy là container float. Thường thường chúng ta sẽ có logic là đặt container ở trong container float. Được chưa? Chứ chẳng có ai đặt container float ở trong container cả. Cái việc đấy nó là hơi vô lý. Xong chưa? Ghi vào sách vở đâu, tôi nói ra giả từ những ngày đầu rồi. Mang sách ra ghi vào. Chứ các bạn không, trí nhớ các bạn không tốt hơn so với cái bút đâu. Tốt nhất là mang ra ghi vào. Học thì phải biết cách học. Container float. Và những cái này tôi đọc ở đâu? Đọc ở trong phần getbootstrap.com doc 3.3. Vậy rồi, đây, chúng ta đến với cái container, cái class container. Nó hướng dẫn như này, đây, text của nó đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là grid system.
của cái bootstrap này. Thì grid system là cái gì? Grid system nó là một cái phần, một cái cách phân chia cái độ rộng của màn hình nó thành 12 cột, ví dụ như sau. Đây, một độ rộng bất kỳ, tôi nói là một độ rộng bất kỳ thì bootstrap nó sẽ chia ra làm 12 đơn vị, được chưa? Để thỏa mãn cái màn hình là 100% này, 50%, 50% này, 1/2 này, 2/3, 1/3, 1/4, 2/4, 3/4 và 75%. Đấy, nó là những cái độ rộng đấy. Thì nó sẽ chia ra, cái cú pháp của nó sẽ chia ra của chúng ta cho một cái độ rộng bất kỳ nhá, nó chia thành 12 cột. Mỗi cột có độ rộng là 8,3333% của cái độ rộng thằng thẻ tra. Sau đó khi mà chúng ta muốn cái thẻ của chúng ta có độ rộng bằng bao nhiêu, ví dụ như thằng này với thằng này nó là độ rộng 2/3 và 1/3, thì chúng ta chỉ đơn giản là lấy 12 chia cho 3 nhân 2 là bằng 8 côn trừ MD LG XS trừ độ rộng là 8, thì tự động nó sẽ rộng ra bằng này phần trăm, tức là bằng 2/3 cái độ rộng của thẻ tra. Tiếp theo thằng còn lại, nếu muốn thì chúng ta cứ nhét vào lấy 12 trừ 8 bằng 4. Thì chúng ta có thể code như sau. Trong cái container kia, tôi muốn chia cái độ rộng của tôi trở thành độ rộng là độ rộng đầu tiên, độ rộng là 2/3, đúng chưa? 2/3 thì tôi chỉ đơn giản là côn trừ MD trừ 8, và tôi thêm cái class là BG trừ Danger vào đây. Trong này tôi viết Lorem. Viết đi, ngồi nhìn gì, khổ lắm. Được chưa? Output của chúng ta đây, các bạn thấy gì? Nó rộng bằng 2/3. Thường thường là cái thẻ này sẽ kéo từ đây cho đến đây. Bây giờ nó chỉ rộng được 2/3 cái phần mà tổng độ rộng thằng cha thôi. Và màu nó chuyển thành màu đỏ. Thì đấy nó là cái tác dụng của cái grid của chúng ta. Chúng ta muốn nó rộng bao nhiêu chúng ta thay đổi cái class của nó là xong. Đây, ví dụ tôi muốn nó rộng một nửa chẳng hạn, thì tôi sẽ một nửa thì bằng bao nhiêu của 12? 6, thay vào đây là 6. Đúng còn một nửa không? Đó. Và chúng ta nếu mà muốn thì phần còn lại của chúng ta sẽ bằng côn trừ MD trừ 4. Đây là tôi để là BG trừ succeed. Và tôi bê nốt cái text này tôi đặt ở dưới. Đúng chưa? Nó rộng còn bằng phần còn lại. Nhưng mà nếu nó rộng hơn, chúng ta cố tình để cho nó rộng hơn thì sao? Ví dụ thẻ này của tôi set cho nó bằng 5 thì tự động nó sẽ đẩy xuống dưới. Được chưa? Khi mà các bạn muốn nó vừa khít thì các bạn bắt buộc phải tuân thủ cái tổng chiều rộng bằng 12 thì nó mới được phép full 100%. Còn nếu mà các bạn cố tình cho nó rộng hơn thì nó đành phải đẩy xuống dưới thôi. Được chưa? Background. Nó trong bootstrap sẽ có 5 màu. Màu đầu tiên là màu active là nó hơi xám xám. Màu tiếp theo là màu succeed là màu xanh lá cây. Màu primary là màu xanh da trời đậm. Màu info là xanh da trời nhạt. Màu danger là màu đỏ.
màu warning là màu vàng, 6 màu mặc định. Còn BG là của viết tắt của từ background. Sau này các bạn muốn đổi màu chữ color ấy, thuộc tính color của chữ ấy, thì chúng ta có text trừ succeed gì đấy chẳng hạn. Thì đấy nó là cái những cái class có sẵn ở trong Bootstrap. Chứ cái này tôi không bịa ra được. Được chưa? Thì đấy là cách chúng ta sắp xếp. Đã hiểu cái grid 12 chưa? Không thể đứa nào nói gì cả. Tiếp theo, nếu với Bootstrap thì chúng ta lưu ý cho tôi cái là Bootstrap nó có cái, nó có sẵn thiết kế sẵn cho chúng ta cái responsive nhá, tức là độ tương web tương phản cao, web phản hồi cao so với cái trình duyệt đấy. Thì chúng ta khi mà thiết kế một giao diện bằng Bootstrap thì chúng ta luôn luôn có bốn lựa chọn để xử lý cái việc là cái nào rộng bao nhiêu, hẹp bao nhiêu, rồi có hiển thị ở trên di động hay không. Thì chúng ta có bốn lựa chọn, đó là LG, MD, FM và XF. Cái này là viết tắt của LG là rộng, MD là medium, trung bình, FM là small, nhỏ, và XF là extra small, siêu nhỏ. Thì cái này nó tương đương với cái này là độ rộng màn hình từ 1200 pixel trở lên. Thì chưa, độ rộng màn hình là 1200 pixel trở lên. Tiếp theo MD là độ rộng màn hình từ 992 pixel đến 1200 pixel. Đến 1200 pixel. Small thì nó sẽ là từ 768 cho đến 992 pixel. Còn extra small là nhỏ hơn 768 pixel. Đây là các thiết bị của chúng ta. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ show cho các bạn xem là cái tác động của nó đến cái việc chúng ta code giao diện như thế nào nhé. Coi này. Ví dụ tôi có một cái là côn MD, tôi thay đây là côn LG8 BG Danger. Đúng chưa? Được chưa? Tôi không thay đổi gì cả. Các bạn coi này. Có thay đổi gì không? Không đúng không? Bởi vì hiện tại độ rộng màn hình của chúng ta nó đang lớn hơn 1200. Các bạn nhìn thấy 1270 mấy đấy đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta kéo xuống dưới 1200. Các bạn thấy gì? Thấy gì? Thấy cái côn LG nó làm sao? Nó full 100% so với cái độ và rộng. Đúng không? Bởi vì nó hết cái phạm vi của cái vùng nó được tác động rồi. Được chưa? Nó hết cái vùng 1200 rồi. Cho nên khi mà các bạn kéo cái độ rộng màn hình của bạn xuống dưới 1200 thì thằng này nó tự động nó auto nó rộng hết 100% cái độ rộng màn hình. Được chưa? Còn thằng còn lại thì tất nhiên là thằng đằng trước nó chiếm hết, thằng này tự động là phải đẩy xuống dưới. Được chưa? Hiểu chưa? Rồi từ tiếp tục này. Nếu mà chúng ta đến MD thì sao? Sửa cái này lại thành MD. Theo các bạn dự đoán thì nếu mà tôi sửa cái này thành MD thì sao? Nếu bây giờ tôi sửa lại cái này thành MD, tôi enter xuống thì tính sao? Nó vẫn thế này. Sai. Nếu xuống MD thì nó sẽ là 84, bởi vì hiện tại độ rộng màn hình của chúng ta đang là từ khoảng 1180 mấy đấy. Nó nằm trong cái khoảng này đúng không? Nằm trong khoảng từ 992 cho đến 1200 đúng không? Đúng chưa? Nó nằm trong cái khoảng này mà. Đúng chưa? Cho nên là cái MD nó vẫn cứ tác động, là nó còn khả năng tác động, nó sẽ chiếm 8 phần. Được chưa? Nào, tiếp tục này. Các bạn hãy thử và tự đưa cho mình ra kết luận đi, chứ đừng có dựa vào tôi nhiều quá. Đây có thể là tôi giải thích theo cách hiểu của tôi, các bạn không hiểu được. Thế đến lúc đấy chúng ta rất là giỏi. Nào để ý này. Nhưng mà tôi cho bung ra sao? Nếu cho bung ra trên 1200 thì giờ tính sao? Nó vẫn thế. Chính xác. Nhưng mà nếu tôi kéo vào, nó vẫn thế. Nhưng mà nếu tôi kéo xuống nhỏ hơn 992 thì lại như thế này. Bạn thấy gì? Nó lại full.
Được chưa? Rồi các bạn thử đi. Thử đi rồi cho tôi quyết định xem, cho tôi cái nhận xét xem là cái MD, cái LG này là có tác động như thế nào đến cái thẻ có class này. Sao rút ra được cái kết luận đó? Kết luận là gì? Có nhận thấy điều gì không? Cái này các bạn chỉ tự có khả năng, chỉ có thể là tự mình hiểu đó thôi. Chứ tôi không có cách nào để truyền đạt hết cho các bạn đâu. Được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta xuống đến SM thì bây giờ chúng ta mới thấy cái hay này. Được chưa? Xuống đến SM là màn hình cho tablet. Thường thường là tablet xoay dọc. Hoặc là... tablet, đúng rồi, màn hình tablet hoặc là màn hình điện thoại xoây dọc đấy thì là của cái phần này, đây là 992. Nhỏ hơn 992 và lớn hơn 768 đúng không? Thường thường xuống những cái màn hình nhỏ như vậy thì người ta thường sẽ là chia đôi màn hình ra bởi vì nó vẫn đủ chỗ mà. Chia đôi màn hình ra đúng không? Ví dụ như kiểu đây là một thẻ này, đây là một bài tin này, bên này lại một bài tin nữa này, đúng không? Thì nó sẽ chưa đến mức rộng quá thì chúng ta sẽ xử lý thường thường là xử lý SM 6. Đúng không? Mỗi thằng một nửa. SM 6. Mỗi thằng một nửa đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà súng nhỏ hơn nữa. Bây giờ nếu mà súng nhỏ hơn nữa thì thằng này sẽ phải làm sao? Thằng này sẽ phải rộng 100%, còn thằng này tôi muốn nó biến mất. Đúng không? Thì tôi có thể xử lý như sau. Côn, cái này tôi nó bởi nó là SM tôi không phải sửa cái gì nữa cả. Hidden trừ xs. Còn coi nhé. Bây giờ thằng này thằng màu xanh nó vẫn còn đúng không? Rồi chúng ta kéo xuống. Dưới 768 này. Thấy sao?
thằng này tự rộng ra 100%, còn thằng kia nó mất đi, đúng chưa? Thế vậy nó ý nghĩa của nó là gì? Khi mà người ta quy định, khi mà chúng ta chuyển từ thiết kế cho desktop sang thiết kế cho mobile ấy, thì những cái việc thiết kế ở mobile khi mà kéo xuống dưới di động thì nó sẽ có những cái phần nó sẽ phải rộng lại, nó sẽ sắp xếp lại cái độ rộng của thẻ rộng thành 100%, và sẽ có những cái phần nó bị bỏ đi, đúng chưa? Thì ở đây với cái bộ của Bootstrap của chúng ta nó cung cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tự mình sắp xếp những cái thẻ của mình cho nó hợp lý. Ví dụ như sau, tôi sẽ có 4 cái thẻ disk là 4 nội dung con-md-4 à đâu nhỉ con-md-4 ấy, 4312 đúng không? 4312 làm gì có côn không, làm gì có class nào ai định nghĩa là côn không? Đây chúng ta có 4 thằng như sau: côn md. Đây đúng không, 4 thằng có độ rộng bằng nhau, mỗi thằng một mẫu, à 3 thằng, đúng chưa? Rồi bây giờ khi tôi có một yêu cầu là khi mà tôi màn hình nhỏ xuống thì tôi giữ lại thằng này và thằng này, mỗi thằng chiếm 50% vào điện đi. Đấy là cho màn hình là SM. Thì bây giờ tôi làm nào? Làm nào? Xóa cái này đi à? Côn trừ SM trừ 6 thằng này, côn trừ SM trừ 6, còn thằng này sao? Sẽ có một thằng bị giấu đi đúng không? Ở đây thằng này giấu đi. Đúng nhá, côn SM, hai thằng côn SM 6. Thằng này còn 4 đúng không? Đó là warning. Kéo xuống. Ủa. Sao nó bị lỗi này ta? Côn MD 4. Từ, không phải đâu. Côn MD 4. Côn MD 4, côn SM 6. Ồ. Côn SM 6. Được nhỉ? Côn MD4 này, côn SM6 này. Côn SM là từ 768. Sao lại bị mất đi nhỉ? Cái này lỗi vớ vẩn, lỗi bút chạm chứ. Đây nó là trên này. Do tôi thiếu cái thẻ disk nào rồi. Đóng cái thẻ disk ở đâu đấy? Côn MD4, côn SM6, BG Danger, côn SM6, BG Succeed, côn MD4. Hai đứt. Đây rồi. Được chưa? Đây, tôi có hai thằng bằng 6. Hai thằng đang ở màn hình to thì nó là 3 thằng đúng không? Nhưng mà khi xuống MD, khi tôi xuống độ rộng SM thì các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ còn hai thằng, mỗi thằng 50% và thằng còn lại nó bị biến mất đi. Nhưng mà xuống đến XS tức là nhỏ hơn 768 rồi thì sao? Ba thằng đều hiển thị cả. Đúng chưa? Và bây giờ tôi sẽ có là côn SM6 cho hai thằng, một thằng Danger, một thằng Succeed. Sau đó tôi sẽ muốn là khi xuống đến màn hình XS tức là màn hình cho di động thì thằng này cũng biến mất luôn. Thì bây giờ tôi làm nào? Hidden trừ XS. Đúng chưa? Và thằng này cũng Hidden trừ XS. Để chúng ta coi. Đầu tiên có 3 thằng. Sau đó xuống màn hình nhỏ hơn còn 2 thằng.
và xuống màn hình nhỏ hơn nữa chỉ còn duy nhất một thằng mà thôi. Được chưa? Thì chúng ta có tổ hợp là côn MD, côn SM. Đúng chưa? Và tổ hợp nữa là hai đừng XSLG MD SM. Các bạn thử đi, thử kéo xem có được không. Nó cho chúng ta những tòa án để xử lý. Được chưa? Đấy là về cái đặc tính của cái những cái grid ở trong cái bootstrap này, nó tự cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể chủ động tự mình sắp xếp những cái việc cách hiển thị của những cái thẻ ở trên màn hình của mình qua các cái độ rộng của thiết bị, tùy như nào sắp, như nào sắp. Được chưa? Đấy là về cái tổ hợp côn cộng với LGMDSMXS cộng với số cột mà nó chiếm. Được chưa nhỉ? Có bạn nào thắc mắc gì không? Tiếp tục nha. Tiếp tục này. Thế là xong về cái grid. Tiếp theo, chúng ta có thêm cái đoạn này nữa. Ờ, đây. Cái phần chờ chút đây. Chúng ta có phần responsive column reset. Cái phần này. Đây chúng ta coi nha bây giờ nha. Ví dụ tôi sẽ chỉnh sửa lại, đây là tôi tạo ra một cái file mới hẳn đi. Đây là column-reset.html. Rồi tôi sẽ nhúng cái file bootstrap vào. Rồi nhá, bây giờ chúng ta coi này. Một cái thẻ côn trừ MD trừ 12. Thôi côn trừ 8 đó. Lorem. Chắc bằng này đủ một dòng. Xong chưa? Bây giờ chúng ta nhìn thấy gì? Đấy nhá, có cốt kịp không? Không trả lời là tôi cứ thế tôi làm đấy nhá. Rồi đây, chúng ta nhìn thấy là cái text của nó cách lùi so với lề một ít đúng không? Được chưa? Thế nếu mà bây giờ tôi viết tiếp một cái côn 8 nữa. Lại viết lorem. Lại viết lorem tiếp. Bây giờ các bạn nghĩ nó sẽ hiển thị như nào? Lùi thêm vào phía trong. Đúng không? Nếu mà tôi hứng chí lên tiếp, tôi copy tiếp cái này, tôi lại viết vào trong này nữa. Tôi lại viết tiếp vào dưới này nữa. Thì giờ tính sao? Nó trở thành cái gì? Nó lại tiếp tục thụt tiếp vào trong thành tầng thứ 3. Đúng chưa? Như này không được. Khi mà chúng ta làm web thì chúng ta phải bắt buộc phải làm sao cho nó thẳng đầu dòng với nhau được.
không biết là dự án có yêu cầu không, nhưng mà phải có cách mà thẳng cho chúng nó thẳng được dòng với nhau được, bởi chúng nó chỉ là tech thôi mà, đúng không? Cho nên á, khi mà chúng ta làm, ví dụ thằng này chúng ta đang có thằng côn MD là con của một thằng côn là con của một thằng côn khác, thì chúng ta phải thêm cho nó vào đây một cái class là row. Thấy lùi ra chưa? Đó, thằng này cũng cần phải lùi ra ngoài nữa đúng không? Thì lại thêm row vào đây. Thấy chưa? Thẳng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đó là cái class row á, nó sẽ là loại bỏ cái padding mặc định của các cái thẻ côn của chúng ta đi. Đến lúc đấy thằng row nó sẽ cho chúng ta là margin -15, padding -15. Đây, khi mà chúng ta có row, chúng ta nhìn thấy padding right, thằng trên thì padding right 15, padding left 15, nhưng mà thằng này thì margin right -15 và margin left -15. Loại bỏ cái việc padding của thẻ đi là xong. Được chưa? Tiếp theo sang phần offset column. Chúng ta nhìn đây. Côn MD4 và côn MD4 mỗi thằng một bên. Thế này là như thế nào? Thằng 4 thứ hai tại sao không liền vào đít thằng 4 thứ nhất? Hả? Đây thằng này này, thằng tôi đang chủ chỉ luật này, tại sao nó không liền vào đít thằng này? Mà lại ra tít đây. Ồ, vì nó có cái offset, tôi thấy rồi. Các bạn dịch tiếng Anh sang tiếng Việt xem offset là cái gì? Hả? Vớ vẩn. Offset là gì? Lưu ý này, offset đó là cách ra so với lề ở bên tay trái bao nhiêu ô. Được chưa? Grid của chúng ta có bao nhiêu ô? 12 ô. Thì bây giờ tôi muốn offset bao ô, tức là lùi ra so với bên trái của tôi bao ô, thì tôi thêm vào đây là côn MD hay là côn XLG gì đấy, offset 3. Xong chưa? Bây giờ nếu mà tôi muốn cái thằng này, cái côn 8 này nó lùi ra so với lề, nó lùi ra so với lề 2 ô thì sao? Thì tôi sẽ để là côn trừ MD trừ offset trừ 2. Được chưa? Thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ tự động nó cách vào trong đến 2 ô. Đúng chưa? Đấy là cái class offset của chúng ta. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo tôi sẽ dạy các bạn về form trước. Rồi ok. Cái này đi. Bây giờ tôi dạy các bạn. Các bạn làm cái này cho mình. Bây giờ tôi có một cái container. Container. Tôi cần một cái côn. Đây là côn 3 màu green. Bây giờ công việc của bạn sẽ là làm cho tôi cái thằng green này bằng bút chạm, làm thể đi có background là green bằng bút chạm, làm sao làm cho nó luôn luôn cân giữa ở trong cái thằng container này. Được chưa? Nó là cân giữa theo chiều ngang ở trong cái thằng container kia.
Cái này vận dụng giữa côn và côn offset. Cần mấy phút để làm bài này? 10 nữa. Cho các bạn 5 phút. Thì cho 4 đi, cho côn 4 đi. Đó, côn 4 thì nó phải cân giữa rồi. Thì thôi, để nó đủ tốt. Rồi, cái thứ sửa nhé. Cái này thành côn 6. Côn 6. Đúng rồi đấy. Bắt đầu côn rồi đấy. Thì nó sẽ tự cân giữa đúng không? Lỡ phải chậm. Đâu không chạm đâu. Côn 6 là cái gì? Cái này là chỉ có cái nào là làm dạng côn 6 phải đi lên cái bộ bốn cái chứ. Em tưởng con sáu là nó tất cả rồi. Làm gì có? Ông có chỉ đọc đâu, không mở tài liệu, ông đọc đâu, cứ một hộp khổ. Mở tài liệu, ông đọc. Đây, mở ra. Kéo nó lên. Dỡ lên. Đấy, đọc đi. Đấy. Đọc từ đầu tới đến từ cuối. Tiếng Anh cũng phải đọc. Mỗi mấy cái chữ tiếng Anh mà lười lên cái kinh dị luôn.
không nhỉ? Hai cô gái. Tại sao phải là 6 và 3? Cái gì cơ? Và người ta khi mà gặp bạn, người ta nói chuyện, người ta cực kỳ bực mình luôn. Biết vì sao bực mình ở đâu không? Khánh? Biết người ta sẽ bực mình với mình ở đâu không? Biết vì sao không hiểu gì không? Hả? Không phải. Cái vấn đề của em nó cực kỳ lớn và thậm chí là nghiêm trọng nhất cái lớp này luôn. Bởi vì thứ nhất, em không ý thức ghi chép gì cả. Tôi nói thẳng luôn. Đây là cái đầu tiên. Sau này khi cần đối chiếu lại em không biết đối chiếu ở đâu. Đây là cái đầu tiên em chết. Cái thứ hai là em không chịu đọc. Đúng không? Tôi đứng với em từ nay đến giờ phải đến 5 phút. Nhưng mà cái số lần em mở cái tài liệu gốc, tài liệu chuẩn của em ra ấy, bởi vì chúng ta đang học Bootstrap thì tài liệu chuẩn nó phải là trang Bootstrap đúng không? Em không hề đọc một chút nào ở đấy luôn. Đó, cho nên em sẽ chết ở đấy. Và sau này những em còn giữ cái tính này nhá. Đây tôi nói sự thật đấy. Nếu mà em vẫn còn giữ cái tính này mà em đi làm á, thì người ta chỉ nhận được em trong khoảng 3 ngày người ta đuổi thẳng cổng. Bởi vì động vào cái gì em cũng không biết mà em cũng không biết tìm ở đâu. Cái kỹ năng đọc của em rất tệ. Sửa nhá. Phải để ý mà sửa cái này đi. Không phải ai cũng vươn lên như thế này đâu. Xong chưa? Thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây chúng ta sẽ có gì? Deep
class là côn trừ trừ gì MD hệ ghét hình LG gì thì tùy, côn MD trừ 6 đúng không, cách côn trừ MD trừ offset trừ mấy 3, cách BG trừ info thì cho nó ngắn, tôi thích viết ngắn tôi lười lắm, lore đã nhầm đây đúng chưa, nó tự động nó căn vào giữa xong. Tôi thì tôi khi mà tính ấy, cái offset mấy mấy ấy, thì tôi hay tính kiểu này, ờ thì tao là 6, bây giờ tao cắt cách đều hai ô còn bao nhiêu thì lấy 12 trừ 6 đúng không, chia đổi có thế thôi đúng nhỉ, 12 trừ x chia đôi cái số hiệu là ra bằng đấy đúng chưa. Rồi đấy là về chúng ta xong tiếp về cái offset. Hết rồi, tiếp theo đến phần typography. Typo ấy, nó là về nghệ thuật chữ, nó sẽ show cho chúng ta xem là ở trong bút chát thì nó sẽ hiển thị cái typo này như thế nào. Thì đây chúng ta nhìn đây, cái typo đầu tiên là về cái thẻ h, chúng ta nhìn thẻ h không, thẻ h là thẻ về heading, thẻ về tiêu đề thì nó sẽ là như này, phông chữ thì chúng ta không là phông chữ không có chân, được chưa, độ rộng nó sẽ như này là 36 pixel tương đương với 2 phẩy mấy em thì phải, semi bold đấy, 24, 18, 14, 12, đây là cái kích cỡ của cái bút cháp. Tiếp theo trong cái bút cháp chúng ta có thẻ small, cho nhìn thẻ small này, đây là text hiển thị bởi thẻ small, cái thẻ h đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẻ small luôn, được chưa. Thẻ small thì thường là chữ xám chứ không phải là chữ đen nữa rồi, chữ xám và chữ nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái chữ, so với cái chữ của thẻ h khá là nhiều. Xong đấy là về phông chữ nhá. Tiếp theo các bạn xem này, chúng ta có cái body, là ở trong thẻ body chúng ta có cái thẻ list đúng không, ví dụ trong này tôi nhét toàn bộ cái mớ này vào một cái thẻ p có được không, nhét vào số text vào thẻ p được không, được đúng không. Bây giờ chúng ta xem giao diện, không có gì xảy ra đúng không, chẳng qua nằm trong thẻ p thôi. Class list thấy gì, chữ to thanh đúng không, thấy chưa. Thì đấy là cái tác dụng của cái lớp, cái class là list của chúng ta. Khi có class list thì sao, stand out, người ta gọi là paragraph stand out, tức là đứng cái sự hiện diện của nó sẽ ghi kiểu là dạng là kiểu dạng là ghi dấu nó rõ ràng hơn, được chưa, bằng cách là cho to chữ ra, ông chữ to ra có vậy thôi, ghi chép vào. Như bình thường thì default phông size là 1,14 pixel, line 2 là 1,248. Còn khi mà list này vào tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu. Rồi, thẻ mark. Chúng ta có thẻ mark thì cái text của nó sẽ được highlight, giống như chúng ta ghi bôi một cái màu nhớ vào ấy. Được chưa? Thẻ mark thì là như này. Tiếp theo thẻ DL, thẻ delete, viết tắt của từ delete ấy, thì thẻ del này nó sẽ có gạch ngang giống thẻ strike đúng không, giống thẻ strike. Đây chúng ta có thẻ SC là thẻ strike thì nó cũng gạch ngang luôn. Chúng ta bây giờ thẻ strike của chúng ta ở trong bút chát chúng ta chỉ viết là thẻ SC là xong. Inserted tức là thẻ gạch chân dưới ấy, thì chúng ta có INS, nhìn thấy không, INS ở phía dưới này. Nếu mà nhanh quá thì phải bảo nhá, hôm nãy giờ là rất là nhiều đấy. Underline thì chúng ta có thẻ U rồi. Small text thì chúng ta có thẻ small, small là nhỏ, text bé, chữ bé. Bold thì chúng ta vẫn dùng thẻ strong. Italic thì là chuyển thành thẻ M, thẻ I, giống nhau cả thôi. Tiếp theo đến phần align class. Align là gì? Đặt thẻ ở bên nào đúng không? Đặt thẻ ở bên nào? Thì ở đây chúng ta có align left, thì chúng ta có class là gì đấy? Text left
muốn tách căn giữa thì tách center, muốn tách căn phải thì tách right. Còn justify còn nhớ không? Đúng rồi, căn đều. Ví dụ như các bạn ở nhìn ở đây cái thẻ P này này của chúng ta nó có là đuôi cái thằng thò thằng thụt đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta thêm cái class là tech trừ justify, chúng ta nhìn vuông chưa? Đó, đấy là cái tác dụng của thằng justify, tech justify. Được chưa? Tiếp theo đến tech no grab, nghĩa là gì? No grab tức là không xuống dòng. Được chưa? Bây giờ nếu mà tôi chuyển cái justify thành no grab phát, các bạn nhìn thế này. Đấy. Thấy không? Nó không có cái giới hạn nào cả, nó cứ thế nó thẳng tăm tắp trên một dòng. Đấy là cái tác dụng của lớp của class là take no grab. Được chưa? Được chưa? Bây giờ là về mở tách, ghi chép vào nha, không là quên đấy. Tiếp theo là tách transform. Cái này dễ rồi đúng không? Giống CS thôi, chúng ta có tách lower case, tách upper case và tách capitalize. Cái này thì tôi không giải thích nữa, cái này chúng ta sẽ chắc chắn là biết rồi. Abbreviation. Nhìn này. Nhìn thấy gì? Khi mà hover vào thì nhìn thấy gì? Dấu gì đây? Hỏi đúng không? Cái này các bạn thấy giống cái gì không? Hover cái bơ. Cái này nó giống như việc là chúng ta khi mà chúng ta viết tài liệu ấy, chúng ta hay viết tắt đúng không? Đúng không? Khi chúng ta viết tắt thì chúng ta phải có giải thích ý nghĩa của cái từ đấy ở chỗ nào đấy trước rồi chúng ta được phép viết tắt. Ví dụ như kiểu là từ back end chẳng hạn đúng không, nhớ không? Từ back end thì chúng ta hay viết là BE đúng không? Được chưa? Thì cái back end, cái từ BE đấy đại diện cho nó là back end thì chúng ta phải viết ở một chỗ nào đấy rồi. Thì bây giờ chúng ta mới được phép dùng cái từ BE đấy, đúng không? Thì đây là nó là cái thẻ ABBR, nó trong trang nó cung cấp thẻ ABBR cho chúng ta để chúng ta thể hiện ở đây là cái từ này là từ viết tắt. Khi mà hover vào muốn tìm ý nghĩa thì hover vào chờ một tí thì nó sẽ bật ra cái từ đầy đủ. Được chưa? Đây là cái từ viết tắt của chúng ta, ABBR. Đây là text hiển thị này, còn đây là text giải thích ý nghĩa này. Được chưa? Ví dụ tôi viết cái thẻ này, viết thẻ này vào đây. Đây thẻ ABBR. Đây là từ BE. Đây là backend. Nhìn thấy từ BE không? Tôi hover vào. Thấy ra chữ backend chưa? Đấy là cái giải thích ý nghĩa. Được chưa? Và khi mà các bạn hover vào nó sẽ thành cái dấu hỏi chấm khi mà hover vào. Nhưng mà cái này ít dùng, chẳng mấy khi dùng. Còn cái từ initialism này cũng vậy. Cũng vậy thôi, nó không khác gì. Tiếp theo block quote. Block quote là gì?
trích dẫn. Câu trích dẫn thì chúng ta có cái block quote này, và ở trong chúng ta viết các thẻ bình thường thì tự động là cái đoạn text các bạn viết code ấy thì chữ nó sẽ dài hơn, đúng không? Ngoài ra nữa là cái nó sẽ có cái gạch này đầu, gạch đứng này đầu. Quan thử đi thì biết. Làm thử đi. Cái tác dụng của nó chỉ có thế thôi. Được chưa? Ra chưa? Dễ đúng không? Được chưa? Đấy, còn chúng ta tự tìm hiểu nốt cái phần còn lại ở trong phần typography này nhá. Ở dưới nó còn cái list nữa, cái list thì nó gần như không có gì thay đổi đâu. Nó giống như các cái thẻ list bình thường của chúng ta, thẻ code cũng vậy. Thẻ code thì bây giờ chúng ta có thêm cái hàm là hàm pre, cái thẻ là thẻ pre. Và variable chúng ta có thẻ var. Chúng ta nhìn thấy nó in nghiêng này không? Cái thẻ var nó không khác gì nhiều. Tiếp theo đến phần table. Table. Được chưa? Table thì chúng ta mỗi người tự, bốn người thì tự tìm cho tôi mỗi người một loại table để lấy cho tôi ví dụ. 10 phút sau tôi kiểm tra xem là sử dụng vận dụng cái table ở trong bút chat như thế nào và nó có bao nhiêu loại. Thực ra cái này rất dễ. Thử tự tìm hiểu, tự đọc xem nó khá gì hơn. Thank you.
âm nhạc thế ạ. Từ đoạn kia của các anh ông Dương Thành gần xong mà mình không có được cái giọng nào của mình gần xong bắt như xong này cực dễ rồi, chẳng có gì. Xong chưa? Rồi, đây. Tôi tạo một file mới tên là table. Như sau này. Trong Bootstrap nó có sẵn những cái class cho table của chúng ta và cái phần table này một phần dễ cực kỳ luôn. Và đặc biệt là khi sau này các bạn làm việc ấy, các bạn để ý này. Ví dụ như cái trang này. Đây đúng không? Cái trang này. Đây phần này các bạn có thấy nó giống table không? Phần này có giống table không? Đúng không? Ngoài ra nữa là chúng ta có những cái dạng như thế này. Ví dụ tôi vào con trang quản trị. Trang bật, tablog. Đây.
Có đúng là table không? Đúng không? Cái này có phải là table không? Cái table này dùng cực kỳ nhiều nơi luôn. Được chưa? Cái phần table này dùng cực kỳ nhiều nơi trong cái việc làm giao diện của chúng ta luôn. Thì chúng ta khi mà làm table với bootstrap, nó làm cho chúng ta một cách tối giản luôn. Chúng ta có cái bảng table ở đây. Xong. Tôi đắp ticket tạm thời thằng này lên vài lần. Thằng này cũng vậy. Mà đắp ticket nhiều dòng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện của chúng ta như này đúng không? Khá là xấu. Trừ khi nếu mà chúng ta muốn phân rõ ra, chúng ta có thêm là cái table là border bằng 1. Như này. Thì nó rõ ràng cái table hơn đúng không? Nhưng với Bootstrap chúng ta muốn làm cho cái table của chúng ta nó đẹp hơn chẳng hạn, chúng ta chỉ đơn giản là thêm class table duy nhất, đúng nhá. Đây là nó giúp chúng ta làm cái table, và cái table của chúng ta gần như là responsive luôn. Nhầm, đây table của chúng ta responsive luôn, được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều những cái class khác để giúp chúng ta style cho cái table của mình dễ dàng. Ví dụ các bạn nhìn vào đây, cái nào, cái đậm cái nhạt đúng không, đúng nhá. Thì cái này nó là cái class, chúng ta chỉ đơn giản thêm cái class là table stripped vào trong cái class ở table này là xong, đúng chưa? Rồi thêm table gì nữa, loại table khác thì chúng ta chỉ đơn giản là đi sử dụng, nhớ và sử dụng lại những cái class của nó định nghĩa ra mà thôi. Đây chúng ta thấy border đấy đúng không, đúng chưa? Các ô nó có border. Rồi gì nữa? Hover row. Table trừ hover. Chỉ vào đâu thì đổi màu dòng đấy. Consent là nó sẽ cái line 2 của cái phần. Các bạn nhìn này, một line 2 ở trong này nó rất là dài. Cái thể table của chúng ta nó rất là cao đúng không? Thế khi chúng ta làm consent thì làm sao? Chúng ta nhìn cái độ cao của thằng này và thằng này nó khác nhau. Nó sẽ cao, nó sẽ khác nhau một chút. Nó sẽ thấp hơn, cái độ cao của dòng này thấp hơn so với cái dòng bình thường một chút. Tiếp theo là hết rồi, khoảng đấy thôi. Chúng ta còn một loại nữa. Một loại là responsive table. Khó hiểu thôi đúng không? Chứ không phải là không hiểu được đúng không? Thử nhá. Đấy chưa? Chúng ta có deep table responsive, đúng chưa? Cái này chúng ta phải dùng ở deep bao ngoài của thẻ table. Sẽ như sau, để ý này. Tôi bê cái table này vứt lên trên. Rồi nhá. Bây giờ cái table tôi nằm trong cái deep là table responsive rồi đúng không? Chúng ta thấy có gì thay đổi không? Có đấy. Chờ tôi tí. Đây, tôi duplicate cái này lên. Đây là 4 đúng không? 8 này. Chúng ta nhìn thấy gì? Nó vẫn hiển thị như một phần bị mất đúng không? Có mỗi thế thôi. Không phải, khi mà với một cái table mà chúng ta nó nhiều field quá, chúng ta không muốn bỏ field nào đi, hiểu không? Thì chúng ta sẽ phải xử lý là bắt buộc phải hiển thị như thế này, sinh ra một cái scroll ngang cho người ta để người ta có thể xem được full màn hình của cái table đấy. Tuy nhiên nó không làm cả trang bị sinh ra scroll ngang, các bạn nhìn này. Không phải là cả trang sinh ra scroll ngang mà chỉ có cái table đấy sinh ra scroll ngang này thôi. Đúng nhá? Như này nó không ảnh hưởng đến cái việc responsive website của chúng ta. Được chưa? Đấy nó là cái về những cái class và những cái cách sử dụng cái table ở trong cái Bootstrap này. Các bạn đọc chi tiết hơn ở trong đấy. Ở trong tài liệu. Được chưa?
xong chưa? Ghi chép vào. Tiếp theo tôi sẽ dạy các bạn trước cái phần này, phần button form này để tí nữa. Tôi dạy các bạn phần button trước, cái phần nào dễ dạy trước, button và emit trước, sau đó các bạn sẽ làm bài tập cho tôi. Ví dụ như sau, chúng ta có cái button. Đầu tiên cái thẻ button của chúng ta sẽ là nó, các bạn lưu ý này, ở trong bút chat là nó quy định, nó ghi ở ngay đầu đây này. Chỉ có những cái thẻ sau thì các bạn mới dùng được cái tag là button, là thẻ A, thẻ button và thẻ input thì các bạn được phép sử dụng class button. Được chưa? Thì đây các bạn để cái thẻ A này, có cái BT, có class là BTN, BTN default. Được chưa? Tất cả các những cái thằng này đều có BTN và BTN default đúng không? Thì ở đây chúng ta có thẻ A này, thẻ button, thẻ input. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta cứ nhét cái class này vào là nó trở thành button luôn. Đúng chưa? Bất cần biết thực chất nó là cái gì, cứ hiển thị là button thì dùng cái này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nữa, ở dưới này chúng ta có cái tổ hợp là BTN, cái bắt tất cả button trong bootstrap thì đều bắt đầu bằng cái class là BTN. Tiếp theo chúng ta có BTN default, tức là cái cách hiển thị của nó, thì ở đây BTN default nó sẽ là cái gì? Viền ghi chữ đen nền trắng. Còn BTN primary, đây nó là cái này, màu xanh đậm. BTN succeed, BTN info, warning, danger, BTN là link. Link đây này, đây là thẻ button đúng không? Nhưng mà chuyển sang dạng link thì nó như thế này. Đúng chưa? Thì đây là những cái class mà Bootstrap nó cung cấp sẵn cho chúng ta. Được chưa? Cái này các bạn bắt buộc phải nhớ thôi, chẳng ai dạy, chẳng ai... Và thực ra nó cũng rất là dễ nhớ, nó không có gì khó cả. Tiếp theo, BTN nó cũng có size như bình thường, LG, SM và XS. Default thì không động vào làm gì cả. MD thì gần như là không có rồi. MD thì là button bình thường. Button LG là về kích cỡ, đúng không? SM nhỏ hơn, XS thì là nhỏ xíu. Xong chưa? Và cuối cùng chúng ta có block button. Block button, chúng ta thêm class là BTN block vào. Thì cái BTN block này nó sẽ có tác dụng là như sau. Khi các bạn đặt cái class là BTN block vào trong một cái button thì cái button đấy nó sẽ mặc định là rộng hết cái chiều rộng của thẻ tra chứa nó, không thằng nào ngang hàng với nó nữa cả. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái các class trong bắt về button ở trong cái bootstrap này. Không nhớ thì đành phải đi phải lần sau lần nào dùng lại phải mở nó ra thôi. Ai cũng bắt đầu vậy cả. Khi mà chúng ta muốn disable một cái button thì sao? Thêm cái thuộc tính disable vào. Thêm mỗi thuộc tính này vào là xong. Là cái button của chúng ta sẽ không bấm được. Không bấm được nữa. Và khi mà hover vào nó sẽ hiển thị cái icon ban này kia. Cái trong vòng tròn gạch chéo như này là ban. Được chưa? Tiếp xuống phần dưới nữa là A là image. Chúng ta có 3 class cho image. Là img raw, đây là cái này. Là thẻ ảnh nó sẽ có hơi bò vào. Tiếp theo là img circle là hình tròn. Và img thumbnail là cái hình này, nó có một phần nhỏ padding vào trong. Được chưa? Đấy là về img và về button. Xong phim. Bây giờ các bạn ngồi ngâm cứu làm cho tôi cái bài tập như sau. Các bạn vào Lazada. Lazada.vn. Được chưa? Vào đi. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta chọn xuống chọn bất kỳ một cái sản phẩm nào đấy, ví dụ như máy ảnh này chẳng hạn. Đây, ví dụ như cái này chẳng hạn. Được chưa? Các bạn bấm vào mua ngay. Cứ tự tin lên, mua đi. Mua. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Tắt nó đi. Xong chưa? Các bạn nhìn thấy cái phần kéo lên trên, nhìn thấy cái giỏ hàng không? Kích vào cái giỏ hàng đấy. Ví dụ tôi test ở đây nó rất là nhiều rồi này. Nhìn thấy giỏ hàng không? Bây giờ các bạn sử dụng Bootstrap vẽ lại cho tôi từ phần này cho đến cái phần hết cái bảng này. Tôi sẽ xóa bớt vài cái sản phẩm đi. Đây chẳng hạn, ví dụ như của tôi cũng như này. Bắt đầu từ cái đoạn này cho đến cái phần ở dưới này. Cô đi, dùng Bootstrap.
nhớ là phải có reference sheet. Áp dụng tất cả những cái gì các bạn đã học. Hai cái này là hai cái bảng đúng không? Khá đơn giản. Link ảnh thì copy thẳng vậy nhá. Link ảnh này này, chuột phải đây. Chuột phải đây này. Copy email address, copy về xong rồi paste thẳng cái chỗ nào các bạn cần nó hiển thị ra là xong. Đấy.
Dạ, có bị khóa. Không dùng để DH nữa. Nó đúng đó là cái gì? Cái gì mà đúng? Sao ông cố chấp vậy? Ai bảo bắt buộc trong bản có thể DH đâu? Chẳng ai bắt buộc. Trên kẻ TD, không biết kẻ small vào sau quá đơn giản rồi. Học tự viết CS cho nó. Bootstrap nó chỉ cung cấp chúng ta cái nền tảng thôi. Còn những cái gì mà nó không có, thì tự viết ra. Hay là cũng bạn đặt xong. Là học lát của anh sao? Cũng quên hết rồi. Hôm nay ông đi bookmark nào là YouTube Zing Google Zing Truyện Sách Online Radio Plus SoundCloud có gì đến kia của ông nói gì nhỉ? Nói con người của mình không thành công không phải
IMG hay là IMAG. Cái gì? Copy là bạn, tốt nhất là bạn đi copy lại. Đi copy lại cái lát của nó. Bạn có chứ chắc đúng. Rồi, cái này tiếp tục đi. Quá dễ luôn.
xong nhá. Theo lý là phải xong rồi. Xem mắt kim đối với thằng tê bồ thì là sao đúng không?
Xong chưa? Để dạy nốt cái phần này thì chúng ta nghỉ sớm được. Đây, cho nó hết nốt cái phần CS của Bootstrap đi. Xong rồi buổi sau chúng ta chuyển sang cái JavaScript. Hình như lớp mình chưa học JavaScript không? Chưa học tí nào không? Ok, buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu. Thì chúng ta còn phần, các bạn nào đang code thì đang tạm dừng lại tí đã nhé. Về nhà làm nốt cái phần đấy. Chúng ta còn nốt cái phần form. Cái form này chúng ta cũng dùng rất nhiều. Nào, quay lên đây nào. Đấy, bài đấy về nhà làm nốt. Tốt nhất là tự mình làm chứ đừng nhờ ai cả. Thì các bạn mới khá được, nhanh hơn. Thì cái form này, login có cần form không? Login vào một cái website này có cần form không? Rồi thì đăng ký tài khoản cần form không? Thêm sửa bất kỳ cái gì ở trong phần quản lý, quản trị website cũng cần form. Mà tóm lại cái website của chúng ta chỉ là quản lý quanh quẩn là thêm sửa xóa các cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và rồi sau đó bê ra ngoài hiển thị, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ làm việc sau này, chúng ta sẽ làm việc rất nhiều với những cái form ở trong cái website của mình. Thì ở đây Bootstrap nó cung cấp chúng ta rất là nhiều loại form khá là hay để cho chúng ta có thể xử lý được những cái giao diện như thế này. Thì đầu tiên chúng ta có cái form bình thường ban đầu cơ bản ở đây, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ code như sau này. Chúng ta lưu ý ở trong form của chúng ta có cái form control, chúng ta có class là form control cho cái chỉ cho áp dụng cho những cái thẻ là cái input text area và select thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ code một cái form như sau. Ví dụ tôi làm một cái form đăng nhập hoặc đăng ký gì đấy, đây là form .html đó. Rồi đây, ví dụ chúng ta có một cái thẻ div có côn trừ md trừ 6 và côn trừ md trừ offset trừ 3, đúng không? Trong này tôi sẽ nhét vào đây một cái form. Thì tôi có một thẻ form action các thứ các kiểu vứt đi, tôi tạm thời chưa động đến những cái thứ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm form. Thì chúng ta sẽ có những cái như thứ như sau. Ban đầu sẽ là username, đúng không? Username. Thì cái thẻ form của chúng ta, form mặc định nhé, đây là form mặc định của Bootstrap. Thì chúng ta sẽ như sau này. Đầu tiên có một cái div bao ngoài, có class là form, form trừ group, được chưa? Tiếp theo là đến cái label. Label, thẻ label. Ví dụ đây là tôi để là username. Xong. Tiếp theo là input text.
time mình take gì gì đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem là nó sẽ hiển thị như thế nào nhé. Đây, cái input này khá là thô đúng không? Nhìn rất là thô thiển. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó bớt thô thiển đi bằng cách chúng ta thêm một class là form trừ control. Đỡ thô thiển hơn chưa? Được chưa? Thích viết placeholder vào thì gì thì viết thôi. Đây là tên tài khoản. Được chưa? Tiếp theo đến nếu mà muốn có thêm cái field khác nữa, ví dụ như field này là field password. Password. Đây tôi sẽ có cái label là password. Type bằng password. Chúng ta vẫn phải có class ở form control. Đúng không? Bây giờ input thì sao? Với lại input type bằng checkbox chẳng hạn. Ví dụ chúng ta sẽ có là is married. Checkbox. Nhá, thì chúng ta sẽ ở đây sẽ là in is married. Thì ở đây input type là gì? Checkbox. Có giữ class không? Có giữ không? Có giữ không? Cái này thì chúng ta lại không giữ được class này. Được chưa? Để tôi coi xem nó có cái class checkbox nhé. Không có, nó không có class checkbox. Trong thằng này nó không hỗ trợ cái việc đấy. Đây ví dụ như thẻ input deep class checkbox ở đây. Đây, chúng ta sẽ có cái này. Khi với checkbox thì chúng ta sẽ là cái... Đây, với checkbox chúng ta sẽ làm như này. Is married. Check cả. Đúng nhá. Gì nữa? Radio button thì sao? Radio button kéo xem xuống dưới có không? Chắc là không có rồi. Không có. Ê, có này. Radio chúng ta cũng có deep là class là radio. Đúng chưa? Deep class radio, mỗi một cái radio này là một cái option thôi. Và tiếp tục, tiếp theo chúng ta đến với cái gì? Ví dụ tôi có deep. Đây là select. Select chẳng hạn. Thẻ select ấy. Chúng ta sẽ có deep, lại deep. Class là form trừ group. Ở đây là lại label. Label đây là gender, là giới tính ấy. Chúng ta sẽ có là thẻ select đi. Select này chúng ta nếu mà để mặc định thì trông nó sẽ như này. Nếu để mặc định trông nó sẽ như thế này. Xấu đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm class vào đây. Class là form trừ control. Nhá, nếu mà thích nó nhỏ hơn chẳng hạn. Nếu mà thích cái thẻ này nó nhỏ hơn. Chúng ta có con trừ md trừ 3. Như thế. Ồ, nó bị lùi vào trong. Thế vậy phải thêm row vào đây. Đúng không? Nó sẽ lùi tự động lùi ra ngoài. Xong chưa? Male, female gì đấy. Xong. Take area thì sao? Lại deep. Form trừ, trừ gì? Group với control. Take area. Form group. Lại label. Label. Đây là biology. Đây là tiểu sử ấy. Text area có class bằng form trừ control này thôi. Cái này phải xuống dòng này, tôi thêm thẻ BR đây. Oh shit. Deep. Cái này không xuống dòng được này. Bị lỗi gì rồi.
do form group này nó chỉ có 3 thôi. Vậy thì cái div này của tôi nó phải đặt ở ngoài rồi, không phải trong thằng này. Mà là cho thằng này. Không xuống được cơ, nó bởi vì nó bị ấy mà. Do thằng kia là 3, cho nên nó bé quá. Đây này. Từ nha, chờ từ tí để tôi thử lại cách này xem có được không. Đây, click fix vào thì nó sẽ loại bỏ cái tác dụng của cái côn này đi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái gạch dưới là bio như này. Bây giờ đến hai cái nút cancel và submit, đúng không? Lại deep. Ở dưới này chúng ta có, đây là take class là take trừ center để căn giữa, đúng không? Đầu tiên là button có class là btn đi, và btn trừ danger, đây là cancel, button nữa là submit, đây là succeed. Sau cái form cực kỳ nhanh và nó khá là đẹp so với cái form bình thường chúng ta làm, đúng không? Nó hỗ trợ chúng ta đủ các cái class rồi, bây giờ chúng ta chỉ có làm b nó vào thôi. Đầu tiên là form này gọi là form vertical. Form này các bạn nhìn này, các label, các element của nó là sắp xếp theo hàng dọc, đúng không? Cứ label trước rồi đến thẻ, rồi để đến label lại đến thẻ, được chưa? Tổ hợp của nó sẽ là form group, đúng không? Form group và form control. Form group, label và form control. Ghi cái tổ hợp đấy vào, không là quên đấy. Form group, label, form control. Được chưa? Đây là loại form đầu tiên. Chúng ta có loại form thứ hai. Chúng ta có loại form thứ hai là horizontal form. Nó sẽ như thế này. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Horizontal là loại form về nằm ngang. Text sẽ nằm ngang. Thế bây giờ cái form này nó có tổ hợp gì? Nó chẳng có cái gì đặc biệt đâu, các bạn để ý. Thứ nhất là cái form của chúng ta có class là form horizontal. Được chưa? Đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai là class thì vẫn là form group. Được chưa? Cái thứ ba nữa là label, chúng ta nhìn này nó có cái gì đấy? Côn, đúng không? Được chưa? Nó có côn. Và cái cuối cùng là cái thẻ input vẫn là form control nhưng nó nằm trong một cái côn nữa. Thế là xong. Đúng không? Cái form này cũng khá là dễ thôi. Ví dụ tôi làm một cái form đăng nhập. Deep class là côn trừ md trừ 6 nữa đi, côn trừ md trừ offset trừ 3. Chúng ta lại có một form form horizontal như này, đúng nhá, enter xuống. Thì đây chúng ta có thẻ div, đầu tiên là phải thẻ div form trừ group đã. Luôn luôn bắt đầu bằng cái thằng của nợ này. Ủa, xong được ta. Bình thường không cần deep nó cũng ra. Form group này. Sau đó chúng ta có gì? Label. Có class là gì? Côn trừ md trừ mấy?
Tôi thích là trừ 3 đi, 39 đúng không? Thì ở đây tiếp theo là label gì nhỉ? Control label. Control label. Đây ví dụ nhỉ. Username đúng không? Và cái này tôi sẽ để ok để thế này đi. Tiếp theo là có một cái div có class là con trừ md trừ mấy 9 đúng không? Chín này. Vào trong này input time bằng text này. Đây chúng ta có class bằng form trừ control. Đây thì là xong. Reload chạc. Được chưa? Xong nhỉ? Tổ hợp nó chỉ có thế thôi. Đầu tiên là form group này. Đúng chưa? Sau đấy cái label các bạn để ý nó nằm ở chỗ nào. Nếu mà các bạn thích thì thường tôi cũng hoàn toàn có thể là chúng ta hoàn toàn có thể là để chúng ta coi xem nó rộng bằng bao nhiêu. Đây nó rộng bằng nguyên cả cục kia đúng không? Các bạn nhìn thấy text nó đang kiểu gì? Text align right đúng không? Nhìn đây này, đây này. Đấy, thấy chưa? Tự động là text align của nó right sẵn rồi. Đúng chưa? Và chúng ta nếu mà có thêm dấu hai chấm vào đây nữa chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng sau này các cái thẻ của chúng ta nó đều bắt đầu từ chỗ này. Các cái text của chúng ta đều bắt đầu từ chỗ này. Như bây giờ tôi sẽ BR cái này xuống một tí đã. Ủa không BR được hả? Xong BR được ta. Mặc kệ nó đi, chắc là do cái float rồi. Deep. Rồi, được rồi. Thấy chưa? Các thẻ khác thì chúng ta làm tương tự thôi, button cũng làm tương tự. Thế là xong. Ở cái form horizon. Form horizon thì chúng ta có để ý cái này, class này. Lưu ý form horizon này. Class form horizon này. Form group, label chia côn. Sau đó đến một cái list ngoài cũng chia côn. Ở trong là text thì có form control. Thấy chưa? Đấy nó là cái đấy nó là cái tổ hợp của form horizon là form nằm ngang. Ừ? Cái gì? Chia côn trong input rồi hả? Thế thì lại sai. Đây nhá, tôi thử chia côn vào đây nhá. Tức là bạn bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi xuống dưới đi. Thế lại càng sai. Thứ nhất này, form group, cái class form group ấy nó sẽ giúp cái thẻ của chúng ta rộng hết cỡ của thẻ tra chứa nó. Được chưa? Còn nếu mà bây giờ bạn mang cái côn MD9 này vứt xuống dưới thì cái thẻ bao ngoài thì chúng ta bỏ thẻ bao ngoài đi đúng không? Mà thẻ bao ngoài của nó đến lúc đấy nó sẽ trở thành thằng form group này nó rộng 100% đúng không? Đến lúc đấy thì sao? Cái label nó sẽ đẩy bật xuống dưới. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy nó là cái nếu ở đây tôi thử cho các bạn dò coi. Nó cho bay luôn. Thấy không? Nó đẩy bật xuống dưới cái này luôn. Chứ nó chẳng quan tâm gì đến cái thằng label cái có tác dụng gì đâu. Được chưa? Đây là tổ hợp bắt buộc thì chúng ta phải theo thôi. Rồi. Ừ. Đây control label đây. Nhìn này. Control label đây đúng không? Đây. Padding right 7 pixel, margin bottom 0 và text align right. Được chưa? Nó sẽ làm chủ yếu giúp chúng ta làm căn phải chữ label đấy. Bạn không có cái đấy cũng được, chẳng ai cấm cả. Xong chưa? Tiếp tục một phần nữa. Phần này đâu nhỉ? Add-on, cái add-on này. Bạn chờ tôi tí nhé. Đây rồi, cái này. Thấy cái phần này hay không? Đây này. Các bạn nhét được một cái đoạn text hoặc một cái gì đấy ở phía trước của cái thẻ đúng không? Của thẻ input đúng không? Đúng nhá. Thế đây, nó sẽ làm như này.
Để tôi coi xem là cụ thể nó làm như nào. Cái này nó sẽ là input group. Đây rồi. Thì chúng ta sẽ làm như sau, muốn làm cái một cái thẻ đằng trước nó này, chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta có một cái div có class là input trừ group. Được chưa? Xong chưa? Xong rồi sau đó chúng ta sẽ có là một cái span, thẻ span có class là input group addon đặt phía trước của cái thẻ input, và thẻ tất nhiên thẻ input chúng ta cũng nhân lên đây. Được chưa? Đây chúng ta coi kết quả. Đủ chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể nhét vào đây nó là một cái thẻ span khác cũng được. Span có class là valid icon cách valid icon trừ plus nếu thích. Đúng không? Nhét icon vào đấy thoải mái. Thậm chí là các bạn có thể nhét cái này ra đằng sau. Nhét cái này đằng sau input luôn cũng được. Minus. Đúng không? Xong chưa? Thích bên nào thì bên. Được chưa? Cái này nó chính là cái group input group add on. Được chưa? Bấm ra được thẻ span thì bấm ra được. Nếu mà thích thì cho cái này vào thẻ thẻ B. Ví dụ đây tôi thử nhá. Đây tôi thử cho cái này vào thẻ B nhé. Không được. Xấu lắm. Thực ra ấy, mình hoàn toàn có thể là style lại cho thẻ span này để cho nó giống thẻ button mà. Tự code lại cho nên nó giống như thẻ button. Chẳng sao cả. Dạ. Đây tôi thử cái này thành cái button nhé. Không biết có được không nữa. Chưa thử bao giờ. Úi giời, chết ngay. Không được, button này nó sụt xuống dòng. Nó không dây được. Bắt buộc thằng này là thẻ span. Đành phải như thế này thôi. Chẳng còn cách nào khác, hoặc là các bạn có thể là, tôi chưa thử, nhưng các bạn có thể là để đây là thẻ A. Nhét cái thẻ span này vào trong. Đây, chuyển thành thẻ A. Thì hover vào nó vào thì nó giống như vậy. Và chúng ta hoàn toàn có thể là CSS cho cái thẻ A này bằng cách là đây thẻ A đây đúng không? Chúng ta sẽ cho nó cái display block vào đấy. Thấy không? Không được này. Đây do cái thẻ này nó có padding. Do cái thẻ này nó có padding. Cho nên là phải bắt buộc phải bấm sát vào đây mới được. Bắt buộc phải cho thẻ A thôi, chẳng có cách nào khác. Đấy, đấy là cái add-on. Thì đấy là những cái phần còn lại của cái bootstrap về form của chúng ta. Ngoài ra thì còn một vài cái class nữa. Thì cái này tôi đã chỉ các bạn từ đầu là BG Primary Succeed Info Warning Danger. Thì chúng ta cố gắng về ngâm cứu thêm về cái phần bootstrap này. Bởi vì nó dùng rất là nhiều. Nếu thích các bạn hoàn toàn có thể code lại cái trang mà tôi vừa mới show cho các bạn 128.199.130.87. Trang này không code hoàn toàn là bootstrap. Thật mà, copy cái link về, copy cái đường dẫn này về này. Cái đây là cái IP của server. Về code lại. Cái này chiều nay tôi vừa mới thêm vào xong. Cứ copy cái đường dẫn này về mà nghịch. Có chứ. Không JS làm sao mà chạy được cái này. Cái này không có JS chạy vào răng. Được chưa?